mọi người rủ lòng thương bi, thương xót em với ạ. Em cảm ơn ạ. Đẹp người đẹp nết, cho nhiều tiền là phải rồi. Ừ. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, thương xót cho con với ạ. Cảm ơn ạ. Nhìn cũng có đâu là đến nổi đâu. Chứ mà cho được mấy đồng tiền lẻ thế này. Nhưng mà không thể đi mặt bán anh rong được. Thôi con này, ta bày kèo khác. Tết đến xuân sang rồi, mọi người đi qua rủ lòng từ bi cho con một ít đồng ra đồng vào với ạ. Có ai không ạ? Xin lỗi cậu, lúc nãy đi gấp quá tôi quên mang tiền. Tôi có hộp bánh, cậu cầm ăn tạm nhé. Vâng ạ. Nhà tôi bán phở ở cuối đường, cậu có đói thì cứ đến ăn. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Tiền thì không cho, đi cho bánh. Đúng rồi, chắc phải đi kiếm chỗ khác làm ăn được. Có khách. Tết đến xuân sang, nhà nhà vui vẻ. Bây giờ có mình con ai đi qua đi lại cho con một ít đồng rồi. Ôi. Dạ. Mày mù thật hay mù giả ấy? Em mù bẩm sinh anh ạ. Số này số bay? Số 2 ạ. Thế còn số này? Số 10. Mù thật mày. Tốt. Hai kia, trả tiền cho tao. À, nó ra tầng này giờ mù à? Cho nó một trận. Nè, mấy anh kia. Công an kia. Đồng ơi, công an tới rồi kìa. Thì thôi. Mày cái mày hết lần này tao tha đấy. Lúc tao là sao đánh nhử tử ấy. Giúp bằng nhử tử ấy. Này, cậu có sao không? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không? Tôi không sao. Mà sao tôi trông cậu thấy quen vậy? Ngồi dậy. Cậu ăn đi, đừng ngại. Mà cậu từ đâu tới đây? Sao lại giả mù đi lừa tiền người ta thế hả? Chả giấu gì anh, em là người tỉnh ngoài. Em cũng không muốn làm chuyện này đâu ạ. Với lại em cũng có công việc ổn định. Anh biết rồi đấy, do dịch Covid, công ty thì ngừng hoạt động. Với lại em cũng không còn tấp gì cả, nên là mới giả mù để đi ăn xin ạ. Sắp Tết rồi, em chỉ định xin một ít tiền để về quê với bố mẹ thôi. Nhưng bây giờ chả còn một đồng nào cả.
Tôi hiểu rồi. Cậu cứ ăn đi. Chờ tôi một lát. Cậu cứ nhận lấy rồi chuẩn bị về quê. Đừng có ngại. Nhưng mà sao lại như thế được ạ? Không giúp cậu để cậu đi ra đường lừa người ta nữa à? Dạ không ạ. Nhưng mà anh ơi, em với anh chỉ mới gặp nhau thôi mà, sao anh lại giúp em ạ? Điều đó không quan trọng. Vả lại tôi nhìn mặt cậu cũng thấy rất là tử tế. Theo như cậu tâm sự, tôi cảm nhận được cái sự thật lòng trong đó. Tết nhất đến nơi rồi, ai lại chả nhớ gia đình. Cậu may mắn khi còn bố mẹ đó. Cậu đừng ngại, cứ nhận lấy đi rồi chuẩn bị về quê. Nhưng mà... Cậu mà nói nữa là tôi đổi ý đó. Dạ vâng. Coi như là số tiền này anh cho em vay ạ. Ra Tết em sẽ đi làm lại. Nhất định em sẽ quay trở lại trả lại số tiền cho anh ạ. Tôi không cần cậu trả lại tiền. Nhưng cậu nên nhớ, cậu là một người đàn ông, nói được thì phải làm được. Hãy nhớ, đói cho sạch, rách cho thơm, không bao giờ được đi lại con đường cũ. Ở đời có đức, mặc sức mà ăn. Thôi, cậu vào trong tắm rửa đi, tôi sắp xếp cho cậu chỗ ngủ, sáng mai tôi đưa cậu ra bến xe. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Thôi được rồi, cầm lấy đi, rồi theo tôi. Hai trăm triệu, cả nhà cả đất. Em báo giá như vậy, làm sao anh bán được? Quán nhà anh trước giờ đông khách lắm. Chẳng qua là cần tiền gấp, cho nên anh mới bán đó. Em ép giá như vậy là khó cho anh quá. Không ép đâu, 200 triệu là nhiều rồi. Tôi mua lại còn sửa sang nhiều. Chứ quán ăn ai lại thiết kế như này? Hay là em thêm cho anh một chút nha. Thật ra quán này đông khách quen lắm. Thôi, 200 triệu bán thì bán, không bán thì tôi đi về. Quán ăn mà như cái chuồng gà, bảo có khách mà chả thấy ai. Thật ra quán của anh đã mở hơn 10 năm nay rồi, khách quen đông lắm. Chả là mấy tháng nay vợ anh bệnh phải nằm viện, cho nên không có buôn bán gì. Đấy là vấn đề của anh. Tôi nói một là một, hai là hai. Anh có bán không? Tôi còn đi về. Không bán. Thưa anh, chị nhà bị sao vậy ạ? Cô ấy có một khối u trong não, cần phẫu thuật gấp, nhưng chi phí thì lớn quá. 6 năm trước, nếu như không có sự xuất hiện của anh, thì có lẽ là không có em ngày hôm nay rồi ạ. Xin lỗi, vì đến bây giờ em mới tìm lại được anh. Chúc mừng cậu, trông cậu bây giờ ra dáng ông chủ phết đấy. Còn hiện tại cậu đang kinh doanh gì? Hiện tại em cũng đang có một công ty nhỏ, làm ăn cũng tạm ổn anh ạ. Trong thẻ này có 500 triệu, anh cầm lấy lo viện phí cho chị nhà đi ạ. Nhưng mà... Anh không vui à? Không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ không biết bằng cách nào để có thể trả lại tiền cho cậu. Anh không phải lo chuyện đấy đâu ạ. Anh đã cứu em một cuộc đời rồi mà. Quan trọng bây giờ là việc của chị nhà. Anh cứ cầm lấy đi ạ. Cảm ơn cậu. Lời cảm ơn phải là em mới đúng.